Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch Viễn Cảnh Chùa, kênh Ken Vlog. Hôm nay mình về xứ Dừa, Bến Tre, cụ thể là ấp Phước Hữu, xã Tâm Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, tham quan cúng viếng tại chùa Vĩnh Thành, một ngôi đại tự giữa xung quanh khuôn viên ở đây, khu vực ở đây là những vườn dừa xanh mát và đang cho trái. Xứ Dừa thì chắc chắn mọi người đã nghe nổi tiếng từ lâu. Đặc biệt là khi đến với tỉnh Bến Tre, ngoài những cái khu du lịch nổi tiếng thì du lịch tâm linh cũng không kém phần phát triển mọi người. Hôm nay đến tham quan cúng viếng chùa Vĩnh Thành, rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người thương cùng đón nhận video clip chùa Vĩnh Thành, Bến Tre mọi người nhé. Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch Viễn Cảnh Chùa, kênh Vlog. Như vậy mình đã có mặt ở chùa Vĩnh Thành. Chùa Vĩnh Thành thì có ghi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Vĩnh Thành, ấp Phước Hữu, xã Tâm Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cổng tham quan của chùa thì có hai chữ Từ Bi và Trí Tuệ. Lối dẫn con đường dẫn vào bên trong khuôn viên của chùa thì di chuyển bằng xe 24 chỗ, di chuyển được mọi người ha. Hôm nay đến tham quan ngôi chùa ở thôn quê rất là trong lành và mát mẻ của xã Tâm Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để tham quan và cùng tận hưởng không khí an nhiên Phật pháp trong lành và mát mẻ của nơi này. Khi mình vừa di chuyển vào bên trong khuôn viên của chùa Vĩnh Thành thì mình sẽ thấy khu vực điện Quan Âm Bồ Tát ngự trên một cái ao. Phía bên dưới thì có nhiều cá, hai bên thì có hai bia đá ghi là Nam Mô A Di Đà Phật, điện Quan Âm Bồ Tát mọi người. Hôm nay về xứ Dừa, Bến Tre, một xã vùng quê của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để cùng tham quan cúng viếng ngôi chùa Vĩnh Thành này, rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người đón nhận khung video ghi hình về một ngôi chùa khung quê này mọi người ha, cùng trải lòng với không gian Phật pháp này. Hy vọng trong thời gian tới mọi người có thêm hình ảnh để có hữu duyên, có đủ duyên mọi người thì mọi người sẽ đến tham quan cúng viếng ngôi chùa mọi người ạ. Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán A Thế Âm Bồ Tát. Tôn tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát thì được trà tạc từ đá hoa cương trắng trong nhìn đẹp và rất là trang nghiêm cho khu vực nơi có điện Quan Âm Bồ Tát. Mọi người có thể nghe được những tiếng gà gáy của vùng nông thôn này trông có vẻ rất là miền Tây, rồi rất là an nhiên và thanh tịnh, làm cho khu vực của chùa cũng sẽ trở nên an nhiên, thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn trong cách sống của người dân miền Tây mình mọi người.
Hôm nay đến với chùa Vĩnh Thành thì không gian ở đây rất là mát mẻ bởi những bóng dừa, những rặng bóng dừa trong lành, không khí thì trong lành, lối dẫn tham quan bên trong khuôn viên của chùa thì rất là mát mẻ như thế này. Hiện tại thì mình đang đi chậm chậm như thế này đến với các điện thờ để tham quan cung viếng nơi này ha. Vị trí mình đang ghi hình di chuyển tiếp theo là hình ảnh của ba tôn tượng ngay chính giữa là điện thờ Đức Phật A Di Đà, bên trái là ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và bên tay phải mình đây là hình ảnh của Đức Phật Di Lặc trong một điện tháp thờ. Mình xin di chuyển sâu vào bên trong để cúng viếng rồi ghi hình chia sẻ cùng mọi người luôn ha. Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Những cơn gió nhẹ nhẹ làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn, tinh thần phấn chấn hơn, để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới hăng say và hiệu quả hơn mọi người. Những ngôi chùa ở khu vực vùng quê thì trông có vẻ rất là yên bình như thế này. Mọi người có thể hiểu được rằng là tại sao những vùng đất miền Tây mình thì người dân sống chất phác, thật thà, cách sống rất là yên ả, yên bình. Khi mọi người từ những nơi khác về với khu vực miền Tây đến du lịch, các cái địa điểm khu du lịch hoặc là các địa điểm du lịch cảnh chùa, du lịch tâm linh mọi người, thì chắc chắn cũng sẽ tận hưởng được những phút giây im ái, yên bình như thế này. Vị trí mình đang ghi hình là khu vực bên tay trái là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bên trên một điện tháp như thế này. Chùa phục dựng lối dẫn lên thì trông nhìn rất là đẹp và có làm tăng lên cái vẻ trang nghiêm cho điện thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mọi người. Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế ngồi có chiều cao khoảng 1m2 mọi người ha. Rất là đẹp và trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ngay chính giữa là hình ảnh của Đức Phật A Di Đà trên đài tháp cao hơn ngay chính cửa ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống phía ngay chính giữa này để mình di chuyển lên nơi có tôn tượng Đức Phật A Di Đà trong tư thế đứng cao khoảng 3m. Tôn tượng được tạc từ đá hoa cương trắng mọi người. Let's go, mọi người hãy cùng theo mảnh của kênh Ken Vlog ha. Quá trong lành và mát mẻ. Mình đi nãy giờ cũng một đoạn rồi đó mọi người. Mình không thấy nắng và không thấy mệt. Bởi không gian thì rất là mát mẻ rồi, ánh nắng thì cũng rất là ít mọi người. Ít nắng bởi có những cái bóng dừa che mát những con đường mình đi á. Cho nên thực sự rất là thoải mái luôn. Hình ảnh tôn tượng Đức Phật A Di Đà trong tư thế đứng trên đài sen, tôn tượng được tạc từ đá hoa cương trắng, trông nhìn đẹp và rất là trang nghiêm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình sẽ di chuyển thẳng ra phía sau, lối ra tham quan Quan Âm Nam Hải, Phật Đản Sanh, Xuất Gia Thành Đạo, Thuyết Pháp và Niết Bàn. Mình sẽ di chuyển thẳng ra cái cung đường như thế này. Cũng rất là mát mẻ mọi người. Hôm nay thì xin mọi người hãy thương và cùng đồng hành với kênh Vlog ha. Mình đến viếng chùa Vĩnh Thành của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Mình di chuyển vào nơi có điện Quan Âm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế thành Phật mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thực sự mình thấy cảnh quan xung quanh ở đây thì như mình có chia sẻ thì có nhiều bóng dừa và những cây xoài trông có vẻ rất là mát mẻ ha, rất là yên bình luôn mọi người. Đây là một trong những ngôi chùa thôn quê của khu vực miền Tây mà mình đến và cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình di chuyển tiếp mọi người ha. Mình cũng vẫn cứ đi chậm chậm như thế này để ghi hình không gian Phật pháp của chùa để chia sẻ cùng mọi người, cũng với tâm nguyện là chia sẻ những hình ảnh về cảnh chùa cho mọi người có thêm tư liệu để đến mọi người đến tham quan cúng viếng chùa trong một thời gian gần nhất nếu có đủ duyên lành mọi người ha. Và hơn sâu xa hơn nữa là mình cũng mong muốn rằng mình bản thân mình gia đình và cũng hy vọng là tất cả mọi người khi xem được những cảnh Phật pháp này thì mọi người sẽ phát tâm nguyện sống có tâm với đạo, với Phật, thì như vậy cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, an nhiên, thanh tịnh hơn trong cuộc sống của mọi người. Vị trí mình ghi hình là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế nhập niết bàn, tôn tượng có chiều dài khoảng 20m và chiều cao 3m mọi người, rất là lớn ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đẹp quá ha mọi người. Vị trí mình sắp di chuyển tiếp theo là nơi có điện Quan Âm Bồ Tát, tôn tượng Đức Quan Âm Bồ Tát cao khoảng 9 mét, được tạc từ bê tông cốt thép màu trắng và được sơn màu trắng mọi người, rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Mình sẽ di chuyển lại gần hơn, ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Tôn tượng Đức Quan Bồ Tát, một tay bấm ấn chỉ, một tay cầm chai cầm lồ trong tư thế đứng trên đài sen mọi người. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Đẹp và rất là trang nghiêm ha. Cạnh bên đó, đây thì mình thấy có một rặng trúc, rặng trúc cũng có vẻ trúc thân vàng, lá xanh, trông có vẻ làm cho khu vực này an nhiên thanh tịnh mọi người. Cảnh vật rất là yên bình, yên ái ha. Mình ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Từ vị trí nơi có tôn tượng Đức Quan Bồ Tát cao khoảng 12 mét, tôn tượng màu trắng, thì mình đi ra khu vực phía đây thì mình thấy có nhiều tôn tượng của Đức Quan Bồ Tát trong tư thế đứng trên đài sen. Những tôn tượng thì được sơn màu trông có vẻ rất giống nhau và rất là đẹp. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Tôn tượng cao khoảng 3 mét mọi người. Mỗi một bên như mình quan sát thấy thì có 5 hoặc là 6 tôn tượng á. Cho nên khi mọi người đi chậm chậm ra những cái cung đường bên trong khuôn viên của chùa như thế này, rồi mình nhìn đứng lại cùng niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, thì để cùng hòa vào cái không khí không gian Phật pháp nơi này mọi người cũng rất là tốt ha. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Rất đẹp, rất yên bình mọi người ạ.
Khi mình đi đoạn đường nơi có các ứng nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát thì ra vị trí này mình thấy là một bờ sông của xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ở đây mình thấy có cái bảng Quan Âm Nam Hải, chùa Vĩnh Thành, ấp Phước Hữu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có số điện thoại di động của chùa. Thì mình cũng ghi hình để chia sẻ cùng mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu phát tâm nguyện, liên hệ với chùa ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong đây. Thì bên trong đây thì mình thấy có hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh Phật, Đức Phật A Di Đà, Quán Tham Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát mọi người. Đây là những công trình cuối cùng của chùa. Mình ghi hình để chia sẻ cùng mọi người. Công trình này thì được khởi công ngày 20 tháng 3 năm 2019 do gia đình đệ tử Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Quảng An, cúng dường xây dựng tôn tượng Tam Thánh, Tây Phương Tam Thánh Phật đó mọi người ạ. Cảnh bờ sông cho nên gió nó cứ mang mát, nhẹ nhẹ bên tai, trong rất là yên bình, cảnh Phật rất là yên bình mọi người ạ. Đẹp quá ha mọi người. Cả ba tôn tượng thì trong tư thế đứng trên đài sen, tôn tượng cao khoảng 3 mét mọi người và được sơn vàng, nhìn ra hướng bờ sông, một bờ sông nhỏ của thôn quê. Rất là đẹp và rất yên bình. Mình ghi hình bờ sông chia sẻ cùng mọi người ha. Như vậy là sau khi mình đi tham quan khuôn viên nơi có các điện thờ của Đức Quan Âm Bồ Tát và các chư vị Bồ Tát và Đức Phật thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực chánh điện để cùng tham quan cúng viếng. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Khu vực tòa nhà chánh điện trông rất là đẹp và rất là cổ kính mọi người. Phía trên đỉnh điểm là lưỡng long tranh dòng Bát Nhã, những mái đao là hình rồng, hình mây trông rất đẹp và rất là trang nghiêm ha. Bây giờ xin kính mời tất cả mọi người hãy cùng theo màn ảnh của Ken Ken Vlog di chuyển vào bên trong khu vực chánh điện để mình cùng tham quan cúng viếng nơi khu vực chánh điện luôn mọi người ha. Thì rất là mong, hy vọng trong thời gian tới với những hình ảnh mà Ken Ken Vlog ghi hình về ngôi chùa này, chia sẻ cùng mọi người. Nếu mọi người có dịp về du lịch về với tỉnh Bến Tre thì xin hãy ghé viếng chùa trong một ngày gần nhất mọi người ha. Khu vực Đại Hùng Bổ Điện hay còn gọi là khu vực chánh điện với hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bên trái là Ngài Quan Âm Bồ Tát và bên tay phải là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mọi người. Khu vực chánh điện rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì mình quan sát thấy phía sau trên vách tường thì là hình ảnh của bức phù điêu cây Bồ Đề mọi người. Bức phù điêu nổi rất đẹp và rất là trang nghiêm ha. Hôm nay được trải lòng với ngôi chùa này thì nằm ở một vùng quê. Cho nên là không khí trong lành mát mẻ, cảm thấy trong tâm thế vô cùng an nhiên và thanh tịnh mọi người ạ. Vị trí mình đang ghi hình chia sẻ cùng mọi người là hình ảnh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mọi người. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôn tượng của Ngài cao khoảng 1m2, rất là đẹp và trang nghiêm ha. Vị trí phía bên dưới mình thấy có hình ảnh của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Ngài Phổ Hiền Bồ Tát luôn mọi người. Mình ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Đẹp quá ha mọi người.
Và mình di chuyển qua nơi có tôn tượng Đức Quan Bồ Tát để cúng viếng rồi ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Vị trí trước đây thì mình thấy có 7 tôn tượng của Đức Phật Dược Sư. Tôn tượng được tạc từ đồng, rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Và vị trí bên tay trái đây là hình ảnh của Đức Quan Bồ Tát mọi người ạ. Mình cũng ghi hình để chia sẻ cùng mọi người ha. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình di chuyển ra phía sau. Mình nghĩ phía sau là khu vực thờ tổ của chùa mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Có hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và tôn tượng của Đức Phật Di Lặc mọi người ha. Mình ghi hình tôn tượng để chia sẻ cùng mọi người. Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Những tôn tượng rất đẹp và rất trang nghiêm. Xung quanh đây thì mình thấy có di ảnh của các vị và di ảnh của các vị cố đại lão hòa thượng của chùa với hình ảnh tôn tượng của Đức Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma. Tôn tượng đẹp và rất là trang nghiêm ở khu vực thờ tổ mọi người. Như vậy là video ghi hình về chùa Vĩnh Thành của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Kênh Kênh Vlog ghi hình để chia sẻ cùng mọi người đến đây xin tạm dừng. Rất mong trong thời gian tới mọi người có dịp về với tỉnh Bến Tre thì xin hãy ghé viếng chùa Vĩnh Thành của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre trong một ngày gần nhất mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Cảm ơn, xin chào.